ta nè đăng tế chi mà chúng miễn phải chi chân cam phải chi chấm nón phạm nè bàn bạt mong chỉ vật chỉ đường rót ngay nâng đọc bay nè xe tiệt bán rong đọc buộc nông buổi ngay đời xa rút thân hạ trà ra trò bắt chạm bán bật thiếp tân nâng ả ta nè sạp đời xa chồng người cơn tránh cơn chiếm nâng cơn mến nè sạp đời xa rút thân hạ trà ra trò nâng bật tế cam phải chi cứ miễn ả ta có buộc chiếng đo tơ mà rõi đo ngay nông chất sắp rằng bay phía rõi này chôn nông cơ đời xa rút thân hạ trà trò tam đong lớn chỉ nè bạc bò một tố đôi mình phẹm mút sạp bạc phiếm ខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងដល់ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គយើងតែងតែមានអ្វីដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីនេះហើយឃើញថាវិស័យអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាគឺមានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាំមុននឹងជួបជាមួយនឹងវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធី គឺទឹកដោះគោបាក់ឆុងជាទឹកដោះគោស្រស់100%នាំចូលពីប្រទេសថៃគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនញ៉ាំបានគ្រប់វ័យហើយបង្កើនការចងចាំក៏ដូចជាធ្វើផ្នែកភ្លឺថ្លាក៏ដូចជាទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងៗមិនឲ្យមកបៀតបៀនអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជំនំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រាំមួយរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ា
ចាគឺបង្កើនដើម្បីជួយដល់សិស្សានុសិស្សចាប់ពីអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងកោដៅដើម្បីបំពេញសិក្ដីត្រូវការភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេមិនថាក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃផ្នែកសិក្សាផ្នែកសង្គមឬសម្រាប់អាជីវកម្មការងារឡើយហើយក្នុងនោះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនិងរចនាបទន
bong rin đồng bày tệ tiên chân nạp bà rõm khả nông ảnh chí vật cam rồi bóng sắc xa nụ sơ vì xế xâm rạp xa cần vầy khmế nên nê ca bạch bón ca bạch 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 chía bong rin nâng ca rin sốt khả nông ở cốt đai mũi đồng bày chui ôi sắc xa nụ sơ ở miền ca bạch 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 chê can tạch phố nơi khả nông bị phục lột mùi phân ách đài là áp bí vót từ mục ạch chụp chỗ Giang nà phong đáy cư tiện tôn tình nâng ở xa rin lịch đời lén, cư bà gọp tệ đòi cốt nông lái nâng phép chân này bật đất chạc khổ vi xáy. Đài chóng oi khai chìa cùng rù lỡ đo cả ổng rôn phía xa ổng lế, cơ đôi chìa bà gọp đòi phép chân này bật đất nâng nông phép à dì. Hai lịch đời lén có bà đo chôn lục nè nâng phép chân này đựng nông vầy khám ến, chà, nâng cả ổng rôn phía xa ổng lế, cô nông phép khu phố chìa mùi nâng bà đề than sạc xa lỡ. Tùm nớp miền sử dụng phép ca công trô tình ổn ní rùm chì mùi nâng mê riêng phép trên đường nôm phép xạ cớn nâng bóp bí xót và chạy bí chìa tùm nớp Chà, tình ổn ní cư miền nâng nông xa là riêng lít đề lèn Hồi tôi xin kì chôn chì tì mê trấy Chà khởi thà bó tà miền viết khám ơn kết dụ hồ bò dưỡng cư cột bàn mà đó là hai xôm xuất đấy Chà bà nhà Chà bà nhà Hay bà nhà mùi miền nhật chán nâng ổn mái ch Thầm mấy này cứ nếu như một mình nhật chán đời xa ta tìm mũi công hôn dân tập tại bàn chạp đám hay rồi cả trong em xem xanh cứ mình ai giờ tục chân lọc bán cứ dân thật tại mình nhật mình tên được vô đời xa ta thầm mây đời xa vậy để thầm mây cứ ai giờ tùm nè bàn để chạp cứ được rồi vô lộ chân Ok chân bà nhà mình là vậy xin lập trình việc chôn đổi chia tất cả tất cả chân bò dưỡng Xong chung điệp xưa, nên thông nhóm chung mô lập bà nhá chìa CEO này cầm hôn PN Hạp Khổ Tạch Đi hay có chìa sắp nâng Alinda theo một điệp hồng đài chà hay nên thông nhóm chung mô lập bà nhá này phong đáy hay nâng thông cầm hôn PN Hạp Khổ Tạch Đi dân thông nhóm cư miền tù nịch tí chui cái hạ tha bắt đo nâng cầm nịch thamay mũi xâm rạp chui bà chìa chôn Campuchia cậu đồ chìa nhị tức ở cầm hôn PN Hạp Khổ Tạch Đi mình mên xâm rạp tại Chị và căn khuôn ấy nhỉ, cứ chui tại đó là từng ở khu này bị chi chôn Campuchia đã có
ភាគច្រើនគឺយើងឃើញថាមិនសូវមានអ្នកដែលគាត់មានអាជីវកម្មទេព្រោះឥឡូវនេះមានបន្តែគាត់ថាអ្នកដែលគាត់ខ្សត់ខ្សោយគឺវាមានច្រើនចា៎អញ្ចឹងយើងមានផ្នែកកំណត់មួយគឺដើម្បីជួយពួកគាត់ផងដែរដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មបែរថាយើងបើក advisory ក្នុងការផ្ដល់នៅផ្នែកកំណត់មួយគឺថាទៅចូលមកគឺយើងជួយពិគ្រោះយោបល់គាត់ដើម្បីធ្វើការអាជីវកម្មជាមួយគ្នាក្នុងការសហការដៃគូរួមជាមួយគ្នាចា៎ចាំងឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍បញ្ញាប្អូនឃើញថាមានវ័យក្មេងប៉ុន្តែយើងគឺមានមួយរយៈមុនឃើញទទួលនៅពានរង្វាន់សហគ្រិនចាសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាឆ្នាំ2016ដូចជាស្ថិតនៅក្នុង top 20ចា20នាក់គឺមានបញ្ញាហើយបញ្ញាគឺជា founder ក៏ដូចជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន P Nhub ចា Co-ntd បងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាអាជីវកម្មរបស់អូនគឺរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែយើងមានការលូតលាស់បានលឿនអញ្ចឹងអាចជំរាបបានទេថាមុននឹងមានការចាប់ផ្ដើមនេះអូនបានរៀនជំនាញតាក់ទងនឹងវិស័យនឹងអត់ទេឬក៏យើងរៀនជំនាញអ្វីហើយតាក់ទងនឹងការសិក្សាក៏ដូចជាការងារមួយចំនួនកន្លងមកខ្លះខ្លះអញ្ចឹងឲ្យទស្សនិកជនយើងក៏បានជ្រាបអូខេតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សានេះខ្ញុំរៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែតើតើនឹងការសិក្សានេះផងដែរគឺយើងសិក្សាទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដែលឡែកខ្ញុំបានចេញមកភ្លាមក៏បើជាក្រុមហ៊ុនខាងគ្រឿងសម្អាងដែលនាំចូលគ្រឿងសម្អាងពីក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏បាន founder នៅផលិតផល Mac Alenda នេះផងដែរដែលខ្ញុំទៅតែនាំចូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយយើង founder ដល់ខ្លួនឯងយើងស្ថាបនិកខ្លួនឯងតែម្ដងចា៎ហើយbackground នៃការសិក្សាហើយនឹងការបើកអាជីវកម្មនេះផងដែរយើងសិក្សានៅក្នុងសាលានិយាយរួមទៅគឺនេះខ្ញុំទៅតែសិក្សាចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅមួយខែខាងមុខនេះទេខាងក្រោយនេះទេចា៎ហើយទៅតែបញ្ចប់ថ្មីថ្មីហើយបើកក្រុមហ៊ុនទៅតែបានរយៈកាលជាង3ខែហើយហើយសន្ទុះនៃការដំណើរការគាត់បានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលថ្មីគឺយើងនៅព្យាយាមបន្តទៅមុខទៀតចា៎ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្នុងវិស័យធ្វើគ្រឿងសម្អាងនេះផងដែរនឹងជួយជំរុញដល់បងប្អូនយើងក៏ដូចជាយុវតីឬក៏សុភបុរសអីក៏បានដែរឲ្យតែគាត់គិតថាគាត់ចង់ធ្វើចំនួនអ្វីមួយគឺរកទីតាំងឬរកក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលជួយទឹកចិត្តមិនតាន់បានអញ្ចឹងគាត់អាចមកសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានចា៎ចា៎ហើយឃើញថាមានសកម្មភាពតទៅនឹងការងារនោះគឺច្រើនអញ្ចឹងបច្ចេកទេសយើងចាគឺថាដាក់រូបតាក់ទងទៅនឹង Linda ចាបញ្ញាចាគឺសុជាស្រីចាបញ្ញាស្តៀងជាមួយនឹង product Alinda ចាអញ្ចឹងឃើញថានេះគឺជាសំតាជាសកម្មភាពចាគឺបញ្ញាដែលបងអូនបានប្រឡូករយៈពេលគឺថាមិនជិះច្រើនទេប៉ុន្តែឃើញថាសក្តានុពលការចាប់អារម្មណ៍នឹងទីផ្សារកម្ពុជាយើងគឺថាមានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនចាហើយក៏នឹងទទួលបាននៅកិត្តិយសដែលស័ក្តិសមទៅនឹងសក្តិនជ័យលីភីអ្នកចំនួនចាវ័យក្មេងផងដែរចាអរគុណបងចាអញ្ចឹងឃើញថាបងបងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកដល់សារតែអូនគឺថាយើងមានវ័យក្មេងប៉ុន្តែជាមួយនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះចំណាយច្រើនខ្លាំងហ្នឹងមើលទៅបើនិយាយពីការចំណាយគឺគួរសមព្រោះអ្វីអ្វីគឺសុទ្ធតែថ្មីទាំងអស់គឺយើងមិនមែនគេហៅថា share order ជាមួយអ្នកណាដែរគឺថាយើងបើកមកគឺយើងថ្មីម្នាក់ឯងតែម្ដងអញ្ចឹងរាល់ការបើកក្រុមហ៊ុនយើងក៏ចំណាយច្រើនទីមួយចំណាយទៅលើសម្ភារៈតុបតែងក្នុងក្រុមហ៊ុនចំណាយទៅជាមួយនឹងបុគ្គលិកនិយាយទៅអ្វីទាំងអស់គឺយើងចំណាយថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងបើនិយាយទៅចាំតែទុនក្រាស់ហ្មងទេទុនហ្នឹងគូសមចាំសម្រាប់សមត្ថភាពខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺច្រើនគូសមតែអាចនឹងសក្តិនដែលគាត់មុនដែលគាត់ជោគជ័យហើយអាចនឹងតិចតួចសម្រាប់គាត់តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺច្រើនចាចូលតាក់ទងទៅនឹងពៀននេះចាសម្រាប់ភ្នែករបស់មហាជនណាបញ្ញាអូនបងគាត់ថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ស្ញប់ស្ញែងជាមួយនឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាបេះដូងរបស់សក្តិនព្រោះពាក្យថាសក្តិនវាខុសពាក្យថារ៉ូស៊ីទៅហ៎ចាយើងតោះតើយើងមានក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងអតិថិជនការឃើញនៅចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយណាមួយដែលលទ្ធផលយើងបានទទួលនៅពានកិត្តិយសទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមកសួរចាក់
ត្រឡប់ទៅមុនវិញគឺថាតើបងមានចក្ខុវិស័យយ៉ាងណាដែលបងបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុននេះឡើងមើលដោយមើលឃើញយ៉ាងណាដែរទៅលើវិស័យអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាយើងនេះចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយបកក្រោយបន្តិចសិនតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថាសហគ្រិនហើយនឹងពាក្យថាអាជីវកម្មធម្មតាព្រោះដោយសារតែពាក្យថាសហគ្រិនមួយគឺគេហៅថាយើងមានទូរនីតិច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើជាចំនួនធំហើយវា long term អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើយើងកលែកមើលខាងអ្នករ៉ូស៊ីបែបអាជីវករធម្មតាគឺគាត់អត់បានគិតថា long term ដូចយើងទេបែបជាធម្មតាធ្វើម៉េចចំណូលបានប៉ុណ្ណាគឺក៏អត់ខ្វល់គឺបានប៉ុណ្្នឹងតែសម្រាប់យើងយើងអត់ខ្វល់ត្រឹមតែចំណូលគឺយើងខ្វល់ទាំងដៃគូសហការអាជីវកម្មយើងយើងខ្វល់ទាំងអស់តាក់ទងជាមួយនឹងយើងខ្វល់ទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ចាហើយយើងខ្វល់ទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារដែលរួមជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់យើងចាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការនាំចូលអាជីវកម្មបែបនេះគឺដោយសារតែទី1នេះខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យខាង cosmetic តោះព្រោះដោយសារខ្ញុំជាស្ត្រីហើយខ្ញុំគិតថាវិស័យចាទី1ស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អាតទី2ចូលចិត្តឲ្យគេស្អាតដែរចាអញ្ចឹងតើនេះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តស្រឡាញ់ខាងវិស័យនេះហើយទី1ខ្ញុំឃើញថាវិស័យនេះទី1វាស្រួលសម្រាប់នាងខ្ញុំផងដែរហើយបើសិនជាអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើដោយការស្រឡាញ់គឺខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងជោគជ័យពីព្រោះវិស័យនេះវាអាចនឹងផ្ដោតទៅលើការមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយជឿជាក់ទៅនឹងការធ្វើសេវាកម្មឬក៏ជឿជាក់ទៅនឹងការធ្វើទីផ្សាររបស់ផលិតផលខ្លួនឯងផងដែរចាបងចាហើយមានដៃគូសហការប្រមាណហើយអូនតាំងពីចាប់ផ្ដើមមកហើយបើករយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយចាបើនិយាយពីដៃគូសហការថ្មីថ្មីនេះយើងកំពុងតែស្វែងរកបន្ថែមដោយសារតែយើងពីមុនគឺយើងលក់បែបគេថាធ្វើទីផ្សារបែបទីផ្សារសេរីអនឡាញយើងមានជាសមាជិកចែកចាយតំណាងចែកចាយទាំង24 25ខេត្តក្រុងហើយថ្មីថ្មីនេះយើងកំពុងតែបើកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថ្មីជាង3ខែដែលកំពុងដំណើរការនេះគឺយើងប្រកាសស្វែងរក contact sphere ប្រកាសស្វែងរកអ្នកដែលគាត់ចង់សហការរកស៊ីឬក៏ធ្វើជាដៃគូអាជីវកម្មដល់យើងបើកផ្នែកគំនិតមួយគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្វះដើមទុនតែមានតែគំនិតគឺគាត់អាចមកធ្វើអាជីវកម្មជាមួយយើងខ្ញុំផងដែរពីព្រោះថាអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ខាងធ្វើការរកស៊ីស្រឡាញ់ខាងលក់គ្រឿងសម្អាងគាត់ចង់បើកអាជីវកម្មដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅក្រោយវិញគឺគាត់អត់មានសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់ពិបាកនឹងធ្វើអញ្ចឹងគាត់នឹងស្វែងរកតកន្លែងណាដែលអាចថាអត់មានចាថាអត់មានដើមទុនតើយើងរកស៊ីមិនទៅគាត់អត់ដឹងណាអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុន PN Hub Country ស្វាគមន៍គាត់24ម៉ោងក្នុងការចូលរួមប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយគ្នាដែលអត់មានដើមទុនក្រុមហ៊ុននឹងជួយគេហៅថាលើកទឹកចិត្តគាត់តើធ្វើអាជីវកម្មបែបម៉េចដើម្បីទទួលបានថវិកាដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនចាចាបងចាប់អារម្មណ៍គឺល្អមែនទែនជាមួយនឹងសេវាកម្មនេះហើយប្លែកពីអ្នកវាគ្មិនមុនមុនឲ្យគាត់អញ្ជើញមកណាចាព្រោះយើងធ្វើការស្និទ្ធជាមួយនឹងដៃគូសហការយើងតែម្ដងមិនត្រឹមតែជាដៃគូសហការទេថែមទៅជាអ្នកប្រឹក្សាទៅលើផ្នែកអាជីវកម្មនឹងទៀតអញ្ចឹងផ្ដោតសំខាន់ប្រភេទអតិថិជនរបស់យើងគឺអាយុចាប់ពីប្រមាណទៅហើយតែនារីទៅឬក៏មានបុរសអាចចូលរួមបានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការជាបើកសហការដៃគូអាជីវកម្មជាមួយខ្ញុំគឺយើងអត់គិតពីអាយុទេចា៎ព្រោះអាយុជាតួលេខអ្នកខ្លះគាត់វ័យក្មេងមែនប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់អាចនិយាយបានថាគាត់រហ័សគាត់លឿនគាត់មានភ្នាក់កំណត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងបើកឱកាសទាំងអ្នកដែលគាត់វ័យក្មេងវ័យចំណាស់ឬក៏វ័យកណ្ដាលដែលឯងគាត់ថាគាត់ចង់មានអាជីវកម្មបន្ថែមព្រោះយើងធ្វើនេះគឺយើងដើម្បីជួយលើកស្ទួយក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលឲ្យគាត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផ្ទាល់គឺមិនមែនគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបានន័យថាបើកអាជីវកម្មគឺឃើញតែពីសមត្ថផលរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែគឺជំរុញពួកគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មតើធ្វើម៉េចព្រោះយើងឃើញថាយើងក៏លើកតើមើលអ្នកដែលក៏អត់មានដើមទុនណាយើងសម័យមើលខ្លួនឯងមើលថាតើជុំវិញបរិស្ថានរបស់យើងជុំវិញខ្លួនរបស់យើងតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលយើងស្គាល់ណាហើយតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតដែលគេស្គាល់យើងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាយើងស្គាល់អ្នកណាគេខ្លះក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមិនមែនធ្វើត្រឹមតែបើកជាលក់ហ្មងទេយើងអាចធ្វើដោយបែប
thơ commitment cha không ca miên commitment lõ cho mỗi năm mình trong vinh luôn anh nhớ tha rồi thử chỉ một căn nữa bớt xanh chỉ dựng miên là tầm đẹp nồng lõ có miên này để cái trust là dớn này chắc có dân ai thử chỉ cam ban này luôn này chắc định những nhóm bắt chấp ban được hiếp cứ đại sao tầm miên hiếp chưa chạy biệt tệ cho nên hiếp chưa chạy biệt đại cụ xã ca tương tự những nhóm lúc lọ đặt ngay đi để thay dương ở trên đường đấy smart trang cho mỗi năng ca nghe bọc luôn này nhé cha chẳng hay bóng chạm ở rõ mỗi trong hôn phổ tệ tôn từ năng lật tập hóa miên phẩm màn phẩm hết đấy hay xâm rạp đại cư xã ca đôi chia tiệt chôn đại cư hoạt trong trạm bảo rộng pra nơi lật tập hóa nâng ta dân miên ở vậy đại bị xét xâm rạp đôi chôn còn chà chà xâm rạp nếu có nhóm ở thầm thầm ní dân dạy cạnh tích đại sao tại trong hôn viên hạp khởi tại đi tập tại bàn chập bà đàm chắc nên có nhóm thầm cứ bàn thập và nâng lật tập hóa mối cứ chỉ bập hết phong cleansing chế đại viên miên chung thay Alinda bài thay dương founder nơi brand mạng Alinda này hay dương nằm cho đại trong hôn viên hạp khởi tại đi đại lại dương miên lật tập hóa chỉ tràn tiết đại dương exclusive bì bà tết thay mình mẹ nà viên hạp thập và nâng tập lật tập hóa của này bài thay dương có miên đại cô xã cá nơi bà tết chắc xong tốt hôm nay ở bà tết thay rồi chị bà tết ở thay văn phòng đại dương miền nam mát cho nó một hệt ở collagen sẽ mềm nhâm thay ra sọc phep một hệt ở tập để thọc chữ po để xem cái miền trần chắc là sẽ mềm tệ cho này quạt trong ban phòng mềm mà thép còn ai cho tập không hệt ở Alinda Cambodia có bán được cho tập hệt cầm hôn to có bán khi ăn hấp khởi thì đi có bán chả dương nằm miền ở po đầm miền sẽ mềm ở chạy chun của quan đang ở đi thay quạt nó về để quạt chả cho tập không hệt dương chả ok chân ở còn tại chả tới trong càng nhìn đang xoay tàu vượt tạm đồ chả cho bớt xanh cái trong ban lê ở chợ hàng một đống hiện áo kia miên của anh lên được không ở phê cứ lệnh được không tờ chả chả ok hay liền đá cứ ăn theo mẹ tên chả cái làm mong mán của bạn đá ca nghĩa cứ tha kho phim lợp phim tạm đồ chả cứ cây ắt bắt tủ sạp tên chả chả vì sao đánh bẹ đông mỗi ca nghĩa khang mong chả chịu khang dân ai nhắm tất tị bát của bông khơi ôn thì sẽ tất khang chả chả xong mà chia sẻ từ này cho tích nhé chạm phù màu máu ô tô thì nó khá đẹp hay tôi sẽ cái chân chị tìm mà thấy lúc này bàn trị một chùm nguồn trả nói ông phì cầm hôn phì ảnh hấp cứ thay con mình là tập hoa là o lo trả ấn hay khăn nốt bà nhà bà tốt cứ chia thập bản lực chạy đôi chì bà thiên cầm hôn cực rộng ạ kệ này chì kè bà đó cho mùi năng cầm hôn bọc ổn cứ thay cứ đa dạ bê khlấy bàn tay cứ ra xa cả đàn là bố ca công trô bị đại cư xa ca nâng ạ tiệm tử chốn cứ mình ca công trô khăn mẹ tên đôi chi chùm rõ bông khơi thì mình nè xa lập bạc chứ nào nè nè xa lập bạc dương bông bông xa lập bạc nè chá xa tên nè là bây đồ bây hay mẹ tên tớ bông chanh bị bập hộp xa lập bạc đa thế cứ có lẽ nè lại ạ thế bông đàn lấy bập hệ nè xong tốt chá khang bông bông đại chi nè xa lập bạc đại cô cho rùm chùm này khang cam pháp lăng phật tập hóa nó phía chân cứ quạt chỉ tệ chân nhóm to thì mỗi tí phí chỉ influencer đại khang nhóm anh chơi cũng coi cái nông ca mà thôi cả marketing cho mỗi khi thôi đây cứ cái ha xã ca cái nông ca thôi marketing chỉ khang thọt ru còn được chỉ thôi video rồi mẹ và thôi marketing tìm sát mấy mấy đầm bay alert tới ở tại chân này coi chắc bảo làm này cầm hôn dương chả bóng chèm cho bác sân chị bóng ôn dương nơi tạm khẹt còn chả bảo làm chân vô tới chạy chạy bằng tó nè hay bóng khơi chạy khẩu sai bốn lo khang mệt tên đời xa thì dương phong khơi từ lơ để nè để cột chân rô xí nè để cột chân thua chi nè chi vừa cắm và tác cột quan được đảm tồn chân là o kháng mà tha tại nơi nông bến chỉ bị thất nơi tạm mặt đà khát để cột chân thua chỉ phải nghe chạy chạy bằng tó ta cột miên nơi lệ khan là vậy khá ai dương miên ở cái hai thang cách sân giang mới khi nè chả tệ to thì năng xã ca đại cư chỉ mới khi mình tha tiền khát mình tha tiền thì còn không phân như tới ở trung vinh như ta thì nó không thể cầm được chia dương mình tha không thể cầm trước kẹp tay cả ban và tay dương là focus thì không tập tay cầm chia cho vì đại cư chia chân dương pra pizza tại mua chắc vì người sử dụng cá thôi thì mẹ ta không hay là cầm bị mình lo chà nhưng chẳng hay sản phẩm cá trong thôi chỉ cầm chỉ mua dương cứ ở mình ấy bị bạn thì có ai cũng chơi mà cầm phần to hay đầm bay và pizza và dân chỉ quạt thả chlát hay còn thả ấp trong bạch tuộc say thế còn là khoa tần lôi vô là tập hoa này chẳng dương miên ở call private sản nghiệp thư ca nâng chúng mình kinh bài thả dương miên ở lệ khăn bay sản nghiệp ở đào chun quạt còn thay đời sao ta lệ khăn dương từ bề khá ở đại bạc trong hoa từ tia sao thế này còn thay bớt sân chỉ quạt ở trong đằng chỗ bác còn lại call nên gì khi tổng tại đập tới đập ra một tí còn nâng vô thả quạt thật thôi dương mệt đầm bay từ tổ ban là tập hoa dương tay chả chả hay tập hết là tập hoa này dân bên trẻ mà đầu tiết cứ sử dụng online
chụp trung trung hết tham gia phần mềm phần đấy hay việc đào tạo lớp sầm rác được có sự phổ biến như thế nào? Chà, thay này đây nhom vậy chăng? Bình môn nhom miền bờ tây phía nam, tầm tay bờ tây phía tây nước từ sạt chì, rồi xem mà bị khang bờ tây khè. Nhưng ở vậy đây nhom tháp bên đó cứ phổ biến ở form liên mục, nước sinh chế chỉ phổ biến ở massage mục hay là đi thọc chìp bồ. Sự mà phổ biến này cứ chỉ phổ biến ở massage mục và đi thọc chìp bồ này. Sự mà tệ chỗ này quạt miền bắc hà bay để làm make up chỉ phải trang định những nhom chăng bị phật tử nghệ như tới sương mang vòng buồn cho ban tập đó cho mình chăng? Cứ tha up ban remove make up được có ban chụp một cái giờ sờ lại sao đây chăng nhom miền bắc hà khó hưởng tha. Một dân ở miền môn miền ấy hình chẳng nè, dân bảo rộng mình tên chẳng sao nè, bảo vệ nhóm như mẹ này cứ về đại dân tạo lập tới tiền quánh thì dân chạy về mà xa một điện thập chết phô bị bệnh tí đấy. Bị bệnh tí đấy cứ vì điện thập chết phô nó trên bị sạch bài tầm đó mà tha, nó về miền chết bệnh mà rộng hay ở organic viên mọc bị bệnh chết phô nó nè, hay viên miền là bệnh mà mọc bị bệnh thay, viên miền là bạc ở xăm cho mình ông phụ xa mọt nơi bệnh lăng, dân khắp bệnh cho mùi bệnh lăng bay buôn cho mùi nơi khai bệnh thay phong này chẳng. Vì lọ mình đang đại xa vì chết ประเภทออร์แกนิกประเภทธรรมชาติยังนะไปแต่ยังมาซาดิท็อกเจ็ดเปิร์กวีมีนกําไรนะไปแต่สบายมุกเยอะอ่ะป้าจมูกนั่งกําไรอ้นอ้นมาทำแบบบางรมๆแบบอัดเจ็ดโป้นั่งวิธีจึงมาแข่งจะยิงจุดดิจิทัลแต่ไม่ได้ยังทัวร์การเลี้ยงสมาร์ทสบายมุกจมูกนั่งประเภทอะไรนักเรียนซิงเจนี่คือจะประเภทเลี้ยงสมาร์ทวีจมูกนั่งประเภทตุลีได้วีนั่งซาทำมวยตะปีเจ้าจะนั่งมาลองไปให้มันนี่ได้ติ๊กเตยหน่อยโอเคแต่บันติ๊กเตยยังใบปูม้าให้จำยังทัวร์การมาซันสบายมุกยังจะให้ได้ซาเลนได้นี่คือวีมีเพียบพลายเข้าปีประเภทติดโฟมตัวเต้ได้ซาแต่วีมีการไกลชนัยทำไมให้ทำเป็นดอกคืนยมตอของแม่คือยังไงแต่ประหัวปวนในรียังเพี้ยจ้างก็กวาดจะจับเธอกระจอกเธอเองจังเตอร์วิมินแลลองแนลไอจังเตอร์พอเยอะกวาดแต่จ้างกวาดกัดกระจอกจังรับมีนกระจอกหนึ่งเธอการบาดติดไอเก่งแต่สมัยยังนี่คือยังเธอคืองี้สรุปเหมือนแต่ยังกรอนแต่เธอการจัดเงินปนนี่คือวิจัยมาแต่เมื่อโดนคือแบบยังเธอกระจอกดำใบกระเวียนลายจ้างหัวหนึ่งแต่เบอร์ไอหนึ่งประเภทมูคือแบบปะทองแท้ยังบัดบางตัวแบบหนึ่งแบบตกแบบเวียนลายเวียพอไปอยู่อันนี้คนละจัดมากจะให้ยีหมกแต่มาดองคือมีส่วนแต่จะลองคลังจานเจ็ดตัวซะมันธรรมดาจะเอาคนอุ่นใจให้อันนี้คือจะจับอารมณ์แทนจะมวยนั่งกระพงตัวอุ่นใจคือล้อให้ยังช่วยดำใบไปยาวอีกการมือเชียร์ยังบ้านฉันมันแทนตายภายในสมรรถครั้งนู้นคือสมรู้บ้านตอนนั้นแกจังเพื่อการงี้มันแทนตายพาร์ทไทม์ก็โดยจีฟูลไทม์ได้จับบารอมจังโยตุลบันโต้ก็โดยจีทัวร์จีได้กู้สาแก่ขนมนุ๊กพองได้ปอนไซสำหรับกรมหงทมทมแต่มาดองนะบริษัทกวาดจังเลือกเตอร์จีและคณะบอดดงจ้าเนี่ยได้กดจับบารอมไม่กดมีระดับเพียบกู้ซ้อมกดจังเลือกอยู่แต่บอดดงมองยังกระจุนคลอทองนมลายกิเซย์ยังไงแต่เอาก้อนมองสำนวนนี่คือจีสำนวนได้ยมจังบ้านเหมือนแตงคุณกรรมทีนี้ในยุโรปก็คือเชื่อสำนวนในแต่ต้นเป็นคอนเท็กซ์แฟร์บ้านในเธอแนวเด็กกอดเธอการเธอจีบกันเหมือนยิ่งคือยิ่งเธอจ้องบ้านแบบแนวเด็กกอดบาร์กับสตองจีกรุงสำอางกรุบมุกแต่เหมือนแมนจีแบรนด์คุณไอ้มันถ้ากอดจมร้อนนะจ้ะกอดไอ้เพื่อการแต่โตมาในพื้นบ้านนำไปโยประดับยังเป็นเพื่อการถือดำเนินการขนมจีบกรรมประกอบจะคือยังแต่ตัวต่างให้ขนมนั้นคือยังมีดำไหลสเปซซอมเหมือนแต่นสมัยจีบกรได้กอดโยผลิตภัณฑ์ยังแต่เพื่อการหลุดบรรทอนจะใช่ยิ่งรุ่มยิ่งช่วยเนี่ยแต่ก่อนความระดับเพียบหายเนี่ยแต่ก่อนมีระดับเพียบจังเลิกเยอะเตยแต่ละขณะดอมขอบขอบแต้มดองคือองศาเกิดจูนนั่งแหละขณะคือปิดเส้นแต้มดองจะให้บริษัทที่สเปซซอลปิดเส้นจังไอเตะตรง private บ้านนี้มาเตยอาจจะมีเพลย์ตัวซับติดบ้านนี้จ้าโอเคไอเตะตรงมาเนี่ยคุณต่อกับบ้านนี้ปู่ยังมีสายการได้ประเด็นอะไรคะทีนี้คือยังประกาศเล็กต่อขึ้นมาในเนี่ยคณะกวาดไปไหนกวาดตุสนาในการวิดีโอไลน์นี้ให้กวาดไอหนึ่งช่วงงานไปแต่ละโอเคมาร์เก็ตติ้งได้ออกดำต้นนั่งยังไม่เติ้งยังไม่ดังจังก็เตะตรงมาเนี่ยต่อบ้านตามแยกเล็กตัวสัตว์โซนจัดสับแปมใบโซนไก่สับแปมใบกายพรำ68ยังมีปีประปวนจ้ะยังแต่กบาดได้ใส่คัดโซน78จมูกหนึ่งสมาร์ทโซน98กายพรำ68จ้ะจ้าเลขสวยแจ่มเต้โซน78โซน98กายพรำ68จ้านี่คือจุดเลขมาจะแฮงตัวแต่งตรงนะจ้าสำหรับบทเรียนเนี่ยไอ้ดำเลือดจมติ้วได้จับอารมณ์ประทับพอในสมรรถจ้าจังโยกตือโลบันโต้ขนมอ่ะ
ដំឡៃពិសេសចាខាងបញ្ញាក៏គាត់រីករាយស្វាគមន៍សម្រាប់ការធ្វើជាដៃគូសហការមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺមានការចាប់ដៃគូនៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងចាហើយចុះបើសិនជាតាមខែតាមអីចឹងទៅយើងមានលក្ខខណ្ឌមិនដែរបញ្ញាបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើការសហការរយៈពេលវែងឆ្ងាយមួយគ្នាចឹងណាអសម័យនេះគឺជាសម័យអ៊ីនធឺណិតការតំណាក់តំណងជាមួយអតិជនមិនមែនជាផលវិបាកទេសម្រាប់ពួកយើងដូចយើងកន្លងទៅសម័យមុនគឺវាអត់សូវវាមានតែការ calling ប៉ុន្តែវាអត់មានបែបមើលគ្នាឃើញតាមវិស័យប្រព័ន្ធអីផ្សេងផ្សេងដូចសម័យនេះទេតែសម័យនេះគឺជាសម័យដែលយើងប្រើទៅដោយគេថាជំនឿណាបណ្ដាញសូសផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវតងគ្នាងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងរាល់ការធ្វើចំនួនមិនចាំបាច់គាត់មកផ្ទាល់ក៏បានដែរយើងអាចតតងគ្នាតាមប្រព័ន្ធ Telegram ឬប្រព័ន្ធ Instagram ឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook ផ្សេងផ្សេងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមាន website ក្រុមហ៊ុនទៀតអញ្ចឹងវា easy មែនតើវាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលនៅតាមខេត្តគាត់ចង់ធ្វើតតងមួយយើងអ្នកគាត់មិនប្រកាសថាអ្នកនៅតាមខេត្តក៏អត់ចេះប្រើហ្នឹងឯណាឥឡូវអ្នកតាមខេត្តគឺឆ្លាតឆ្លាតមែនតើជឿនមែនតើព្រោះជាជនយើងជាង14លានអ្នកជាងឥឡូវចូលមិន15ឯងមកចាំច្បាស់ប៉ុន្តែ20ឯងសំខាន់គឺប្រជាជនយើងឥឡូវគឺការចេះដឹងមកគាត់គឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពិតជាអស់ចាស់មែនតើឆ្លាតឆ្លាតមែនតើពីមុនយើងតែងតែថាអ្នកតាមខេត្តគាត់មិនសូវជឿនលឿនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកតាមខេត្តគាត់ជឿនលឿនមែនទេពួកឯងដំណើរចែកចាយខ្ញុំទាំងអស់គឺនៅ24ខេត្តក្រុងចាគាត់ធ្វើចរាចរណ៍ជីវកម្មខ្ញុំបាននៅរហ័សមែនតើចាចាហើយមួយវិញទៀតបងចាប់អារម្មណ៍ណាតើបើសិនជាខាងវត្តមានទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកអង្គាអាដាមលោកជំទាវលោកចង់ស្គាល់អំពីទីតាំងផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនបងប្អូនចាគាត់ចង់ចូលទៅតែម្ដងឲ្យបានស្គាល់អំពីលក្ខណៈការងារផលិតផលផ្ទាល់ផ្នែកហើយជាមួយនឹងក្រុមការងារដើម្បីប្រឹក្សាផលិតផលនេះកាន់តែច្បាស់តើទីតាំងសូមបងប្អូនជួយបញ្ជាក់នៅទីតាំងតែម្ដងចាទីតាំងក្រុមហ៊ុនយើងគឺមាននៅផ្លូវលេខ63កែង208នៅខាងផ្លូវសាលា AC សំដេចប៉ានចាហើយបងមានបន្ថែមដែលគាត់ចង់ដឹងទីតាំងកាន់តែច្បាស់អាចតេតងលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំឲ្យខាងមុនហ្នឹងចាហើយក៏អាចនឹងតំណងទៅតាម page តpage and hub ltd ក៏ជា page Alina Cambodia ហើយយើងមាន page ច្រើនមែនតើមកតែដែល like page ដែលយើងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំក៏ជាសកម្មភាពយើងកាន់ហ្នឹងគាត់មាន page and hub ltd ចាតេតងទៅ page ហ្នឹងយើងនឹងទទួលព័ត៌មានពីគាត់បានលឿនមែនតើចាចាជាសំណួរមួយទៀតដែលក្តោបតែម្ដងជាមួយនឹងពៀនដ៏ស្រស់ស្អាតចារបស់កញ្ញាស្រីស្អាតដូចគ្នាចាហើយបងអូនបងកាត់ក្រុមហ៊ុននេះយកពេលខ្លីហើយប៉ុន្តែអូនគិតថាតើអ្វីដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងកិត្តិយសពៀនក៏ដូចជាអ្វីដែលជាភាពខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់បងអូនដែលទទួលបាននៅពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នាំ2019នេះចាចាអ្វីដែលបានទទួលពាននេះដោយសារតែខាងខ្ញុំអរគុណដែរលោកអង្គញាចិត្តស្រីសុភ័ក្រដែលគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនពៀនសក្កិនវ័យក្មេងឆ្នាំ2019នេះឡើងមកគឺយើងទទួលស្វាគមន៍ដែរលោកជំទាវអង្គឌីនខាងគ្រឿងសំអាងផងដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងមកពីព្រោះរាល់សហគ្រិនទាំងអស់មិនប្រកាសថាទទួលបានពៀនទាំងអស់គ្នាទេហើយក្នុងពៀនមួយមួយគឺវាមានអត្ថន័យខុសៗគ្នាហើយដែលឡែកនាងខ្ញុំពិតជាcongratulation ចំពោះខ្លួនឯងអបអរសាទរចំពោះខ្លួនឯងដែលទទួលបានពានមួយនេះពីព្រោះថារាល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មទាំងអស់ពាក្យថាaward លើកពានគឺយើងជោគជ័យប៉ុន្តែយើងជាក់ស្ដែងគឺវាមានពានច្រើនប្រភេទមែនតើនៅតាមប្រទេសថៃខាងរោងចក្រផ្សេងៗគេតែងតែធ្វើពានសម្រាប់លើកទឹកចិត្តរាល់ដំណើរចែកចាយរបស់គេអ្នកដែលធ្វើទីផ្សារផលិតផលអីគេប៉ុន្តែសម្រាប់ពានខាងនាងខ្ញុំវិញគឺជាពានសក្កិនវ័យក្មេងជោគជ័យគឺបែរថាការដំណើរការអាជីវកម្មយើងតាំងពីណាមកណាគឺខាងពួកគាត់គឺគេមានស្ថាប័នមួយគេតាមដានចាដាក់បន្ទុកឲ្យយើងចាយើងអាចដឹងខ្លួនមុននេះថាយើងនោះជាបេក្ខជនម្នាក់នៅក្នុង top 20ហ្នឹងចាយើងឃើញយើងមានបេក្ខភាពច្រើនមែនតើដែលគាត់ធ្វើការចោះធ្វើកុងត្រាក្នុងការក្នុងកម្មវិធីជាប់ពាន top 20នេះផងដែរប៉ុន្តែដែលឡែកគឺគេសលេចយកតែ20នាក់ទេប៉ុន្តែដែលចេះស្ដែងគឺឃើញមានច្រើនរាប់ដូចជារាប់សិបនាក់រាប់រយនាក់ចាបើឃើញគាត់អាចចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះគឺឃើញមនុស្សច្រើនមែនតើគាត់ប្រឡងយកពីនោះមែនតើក្នុងអត្តន័យពីនោះគឺខុសគ្នាខាងខ្ញុំគឺទទួលបាន top 20តែម្ដងដោយសារតែការចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនថ្មីមែនប៉ុន្តែ behind the scene នៅក្រៅខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺមានភាពតស៊ូខ្លាំងមែនតើតរាប់តែខ្ញុំធ្វើក្រុមហ៊ុននេះបានមកចាគឺចា
ស្វែងចាបងក៏ចូលរួមអបសាទរជាមួយនឹងបញ្ញាចាគឺថាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ជាមួយនឹងការងារហើយគឺជាបកគោម្នាក់ដែលឆ្លាតចាស្អាតហើយឆ្លាតហើយអាចនឹងមានអ្វីពិសេសជាងនឹងតិចទៀតអញ្ចឹងមានថាពៀនមួយនេះគឺបង្ហាញអំពីអត្តន័យមួយគឺជាសក្តិនមួយដែលធ្វើការដោយមានគុណភាពចាបើសិនជាផលិតផលរបស់គាត់គឺអត់មាននូវគុណភាពឬក៏យើងនិយាយមកឲ្យត្រង់គេថាបើសិនជាអត់ល្អចាមិនមែនជាអ្នកតំណាងជាបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបានទេអញ្ចឹងក្រៅពីផលិតផលរបស់គាត់ល្អហើយអញ្ចឹងឃើញថាចក្ខុវិស័យរបស់ប្អូនគឺចង់ជួយអ្នកជំនាញខ្លួនជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ខ្វះលទ្ធភាពដូចប្អូនបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺដែលគាត់ខ្វះលទ្ធភាពប៉ុន្តែគាត់ចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយការងារតាក់ទងទៅនឹងការលក់ដូរឬក៏ការជាបណ្ដាញចែកចាយរបស់ផលិតផលរបស់ប្អូនអញ្ចឹងប្អូនបានជួយសម្រួលទៅលើអ្នកដែលនៅជុំវិញប្អូនទាំងនាំនៅផលិតផលល្អឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមថាខ្មែរជួយខ្មែរទៅហ៎ចា៎ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាចង់ធ្វើជាដៃគូសហការរបស់វត្តមានអ្នកអញ្ញាអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលចង់ធ្វើជាដៃគូសហការគឺប្អូនមានការលក់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសតាមទៀតអញ្ចឹងគឺមានខាងក្រោយខ្នងនៃពៀនមួយនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញខ្លាំងមែនទែនតម្រុំតែមានពេលហ្នឹងហើយអាចឲ្យឆ្នាំក្រោយទៀតមើលតែអាចរំពឹងបានទេថាមានមហិច្ឆតាយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងវិស័យអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាយើងចាសម្រាប់មហិច្ឆតាគឺអត់ដែរចេះចប់ទេគឺមានរហូតខ្ញុំមានមហិច្ឆតាមួយដ៏ធំសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបន្តពីការជប់ជ័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំមានការតាំងចិត្តមួយនឹងគិតថាចង់បើករោងចក្រផលិតនៅគ្រឿងសម្អាងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្យាថា10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយឬក៏ពេលណាដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរីករាយហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវាឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំមានសមត្ថភាពបើថា ability តកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំហើយនឹងសមត្ថភាពខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើវាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមវានៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹង ability របស់ខ្ញុំផងដែរសមត្ថភាពខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ចា៎បងមានតែទៅបងសុខចិត្តមួយដែរគឺថាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាហើយយើងមានធនធានហើយយើងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាបងអូនមាននៅការតាំងចិត្តខ្ពស់បងគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខយើងម្នាក់យើងអាចជួយសម្រួលដល់អ្នកដែលគាត់ជាបុគ្គលិកយើងឬជាដៃគូសហការមួយទៀតអាចថាបង្កើននៅគេហៅថាកម្លាំងនៃចលនាសេដ្ឋកិច្ចចាព្រោះថាបើករោងចក្រមួយគេថាត្រូវការបុគ្គលិកម្នាក់ជាសម័យមើលហើយយើងជួយសម្រួលទៅលើប្រាក់ខែកងរអេអូចាមានតពាកជូនពងចាគឺបានថាមិនត្រឹមតែខ្ញុំដោយសារខ្ញុំឃើញមើលឃើញថាអ្នកអាជីវករឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើគ្រឿងសម្អាងសក់ខ្មែរនៅពីច្រើនគឺគាត់តើតោងធ្វើការប្រទេសច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានផ្នែកកំណត់មុខបើសិនជាស្រុកខ្មែរយើងមានរោងចក្រហ្នឹងមិនធម្មតាជួយសង្កេតជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិទេថែមទាំងជួយសម្រួលដល់ប្រជាជនយើងក៏អាជីវករយើងបែរថាកុំឲ្យនាំ product គេឬក៏នាំផលិតផលគេចូលមកស្រុកខ្មែរច្រើនយើងចង់ឲ្យវាទៅលំរៀងក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងទាំងមានផលិតខ្លួនឯងទាំងចែកចាយខ្លួនឯងហើយសម្រួលដល់គេថាជួយដល់ពលករក៏ដូចជាប្រជាជនស្រុកខ្មែរយើងបានចាំងក្នុងការដូចបងនិយាយអញ្ចឹងគឺចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្នុងខេត្តប្រទេសអញ្ចឹងគឺយើងជួយមែនតើហើយខ្ញុំសូមកាត់មកតិចទៀតអញនិយាយថាត្រឡប់ក្រោយមកវិញតាក់ទងជាមួយការធ្វើគ្រឿងសម្អាងមានការព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់ទៅសុខភាពខ្ញុំដែរតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលក្នុងការធ្វើពន្ធប្រថាប់ត្រាឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំសូម alert ទៅដល់អាជីវករដែលគាត់អលិនដានេះផ្ទាល់តែម្ដងមិនធំថាអលិនដាទេគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ដែលគាត់នាំចូលមកគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចកុំភ្លេចធ្វើតាមច្បាប់ដែលគេកំណត់ត្រាមកគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចចាកិច្ចចាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចោះកិច្ចត្រងត្រាឬធ្វើពុនដើម្បីឲ្យផលិតផលយើងស្របទៅតាមច្បាប់ជាងការផលិតផលយើងវាត្រឹមត្រូវហើយវា quality វាល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលក់ថាកិច្ចពុនឬក៏យើងមិនធ្វើតាមច្បាប់នៃការគេកំណត់ត្រាមកទេអាហ្នឹងមិនមែនជាល្អទេបើសិនជាយើងអានេះគេហៅថាដាស់តឿនក្នុងការមានភាពជាជាមានភាពទុកចិត្តពីសំណាក់តិចជនរបស់យើងយើងធ្វើម៉េចត្រូវតែផលិតផលយើងត្រូវតែស្តង់ដាទាំងស្របច្បាប់ស្តង់ដាទាំងគុណភាពនេះហើយតើយើងសិក្សាមកដល់សព្វថ្ងៃនេះចា៎នេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍របស់បញ្ញាផ្ទាល់ចា៎ដែលគាត់ប្រឡូកជាមួយនឹងវិស័យទីផ្សារឬជាវិស័យអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎អាចអូនអាចជំរាបពីបទពិសោធន៍មួយចំនួនបានពួកបងគិតថាមកចូលមកដល់ពេលនេះហើយទទួលបានពានមិនមែនជាការសាមញ្ញទេដែលក្មេងស្រីម្នាក់ចាគាត់
mẹ tên tôi nhưng miền một tận nạp phim chỉ mồi nương pà nhá là cười thang không mệt và tay miền mặt việc cô chứ ai chỉ miếng bị bọt bị sao ôi tôi sẽ cái chân bò dương cái đôi chị đai cứu xã ca để cô bắt chặt bà rón nó còn ai đăng cái lá hết thay dương không đăng price vật xoan chẳng nào các bạn miền thế này nè bạn vậy tới bị ca không đăng price đây sao tờ dương đây là chắc chúng tôi đây sao tờ nhưng cái nhóm chị không mấy sai mà nè đại luôn nơi không của xa đây anh vậy bạn ta chịu phép cứ thu thiệt chả bạn ta đời xa ta dân miền mà chả ta mũi cứ dân ập run nơi cầm sầm biệt mà này ăn á bạn ta sầm biệt khổ xa rồi có sầm biệt mà chả thân cho mình luôn chắc tan tạm miền mà chả ta mũi trong khai lai từ chị mà nè đại đắk nông kê mình hạt đắk nông mà vậy cứ anh nhớ thật cứ chỉ mình nè đại miền sạc đan được phô những ập phô sầm biệt khổ này chắc làm ra từ nhóm trên chân đó là chấm mình đi tìm mũi cứ những nhóm mà ban ở Spain rồi đó chị hay thà môn lần dân thôi ấy mỗi dân thở tại sắc xa bị kê chờn hay cả rob an mặt phe đó chị ở bản đan nè mình ở trong bên kia mà chẳng thang trong bên kia nhóm kia chơi cứ sắp tại nhà đại quạt miền ở business nhà đại quạt ở chọc chơi thực nông ở cả rosi nhà đại quạt ở mình trong nhà đang khu vực bộ bộ ấy dân ở trên mình ở đại thay máy dọn anh đây trong mình ở thay máy đi khi ba này chẳng sao mẹ nhóm nhóm chẳng ở lớp tôi thà ở dân cua tại ở miền tầm nhà tầm đó trong mình ở đại kê ở chọc chơi mình ban đầu mình ở thấy rất ai tầm thà kê nằng miền bắc bị sập lời dân là bởi cái miền cả chạy đồng lệ là dân khai hay mình thầm tại cả chạy đồng lệ bị bắc bị sập cả rosi hay như thêm cả chập đam cùng cả rosi tăng vì ở thà thà chị comment lộ online thầm bả đa phần tái dương miền hai ta mỗi cứ thà nhưng mà trong lộ online kia tề cứ nhưng trong ba cầm hôn online mà trẻ cứ cầm hôn lộp là tập chạy tới online bình mà đòn trẻ hàng ngày cứ chụp clip to số bao nhiêu mà bố viêm miên là phep bả chạy bị khỏi không có vì mình tách đài phần tái tại sao ta phép bà cháy tập dân ở rốt khơi nơi chùm lực sau ấy rốt khơi nơi bắp bì sát hết ấy bàn bì môn dân bà cháy để sao ấy dân 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 phép bà cháy nâng mà sắc xa lần vầy hồ cần lưu hay cần lấy ná đại dân bà cháy nâng hay nằm bây bình hồ ấy định nhẹ rô xì môi chùm nốt nhâm lực nhâm cả lấy ta khỏi bình nha vừa vừa quát mẹ khá còn mình lôi vậy bàn ta đại sao ta còn mê cầm đất mới có cách hay còn khai khát còn khai bà chay ban ha thổ xì ăn loạn đại tức khát lôi quật nó cái ha tập bà chay vậy mình chắc nhau xong bắt đầu ở cùng đặt tập quật mới bên ha bây đại dương là thua chìm núi bây dương khát dương chặt tục việt ha vì chị bắt bị sát không cả thua chìm núi dương ban ha nó bây đại dương thua chìm núi thay mày dương còn lấy mà chìm núi chạm hơi nhớ nó hết ấy bản việt khát mình chắc dương công thở style thổ xì chạm năng dương công thở mà cái thing đại tròn đa năng mình ban ha experience đại dương ở bà chay chìm núi nó dương công vô việt mập tập cái này cái ta chấm cái ha mê điên bao dương không cả lực video mà điên sai như thay mày ta sẽ dương vô thảo bị ca bao dương tới thua ít xây gì bắt băng không cả thua bằng bờ bài gì mốc được chào chặt là nó cứ dương style không môi chỉ bắt thay ban ha về mình chỉ bắt bị sát này cả sắc xa được có experience thay mày cứ việc bắt băng đại đất bỏ giáo chào tại mà đâu cả anh ấy cứ chỉ bắt bị sát sẽ đẹp nhưng không cả thua chỉ cam thôi mới cái này cứ hiền sẹp nên nhung cứ hiền bả lố cho mối nương carosi chả cứ hiền bả khát có cất tha mình chỉ quanh hà nhưng mình sắc xa bả tham là bây giờ dọa khát nó mỏi chơi chầm nành vậy nên hiền mình đây rôm nẹt nẹt xả cơn nẹt chỉ bả kém to tại hiền chả cái hai tham mà chan cặp mà chan cột mấy cái chan tắc mà chan cột tắc nhung xong mà chan tắc hay có vitamin vì ắt có cái vì tật là hồ chứ tật là khập khọp nó hồ nó chứ bằng miền tập viện chun bầu được nè hay một khoảnh tháp ôn sậy miền nơi ca tăng chật cấp bua rồi những hiệp ông nọt ca to sư phật phái hay mà tới chia ta cha mới tới tăng ca ở dưới đây ấy ấy là ôn sậy đi nhưng anh dạy ban tha cha chỉ lực tìm môi sầm đẹp nhưng tòa phụ ấy nhưng thọ lập cho cảm thấy tụt tuốt vì mà đòn không tụt tuốt bỏ ập sen bắt tay để sao ta kê thọt tóc không mà khai bằng cái chạy chắc như vì mình sai tha bà rằm hưởng là cắt to em mình dừng ăn sai thầy có lẽ đời lại ngày nịp to dừng lại to chả cứ lại to đập bè tới vì chỉ lực tim mua sự nhậm nên không chắc vì hưởng là cái là bà dân chỉ kho không cả bà bị bệnh ấy bị cái cứ cha sau mai quạt mình cạo phải to ấy cha gì đúng về khác tôi sẽ cái chân bò dớn lô có chồng bạn lại nã thâu mà chìa chân đài cha có cả ông nên chờ đó ta ấy phụ thâu mà đá chị nè chị vừa kém style bỏ cốt can chuẩn bị chun bỏ cốt xe như từ nè khan sa phô đồng minh nó style xe như từ hay mình tên tới bong để chia nè sản phẩm rô nít bong từ tụ ban chia ra pin việt common bao dương pin một vệ tên một vệ giống này cho chân cười tham viên phe bị xe bị xe miền phe play play xe nên hai tôi sẽ cái chân bao dương này lục bong tại tôi sẽ nè theo bao tầm miền lục ngọc nha đam lục trọng tiền lục phơi này cả nhé cứ lục
ban chỉ điểm này hay là có ban score là tại chế độ đôi chia bài bọt này cả thực cả là bọt dương đôi chia việc mà này mỗi cái lục ban viết đồng lãi ta mà vậy từ ngon hàng này chàng chắc là đồng bay score cầm hôn và ôn càng đại chế ba cái đôi chia pay and học chà co ở TD càng đại chế ba lúc này nâng chơi từ đó thì tăng to thêm một đống chà chỉ mỗi nâng tìm đặc sá cứ vật miền tây nhé đôi chia cầm càng nghĩa cứ xong mà chạy tăng một đống tiền mắc ôn hay chỉ miệt chung là càng tôi sẽ chôn mình ở bay sầm rạp chỉ ca ở xa sầm rạp ở đò đáy cũng sẽ ca dân thay tiệt cha ở sầm rạp tây tăng cầm phun dân to cứ nơi lời play sầm rạp bán ở chỉ bị play sĩ mà đó ở bài chỉ bị bể rồi này đó cha nâng khơi nhập play tôi mốc nâng ở sầm hà kia elegant apartment thêm đó cứ nơi play học bay cành bị rồi cũng bay thêm mà đó cha hay chà ở vậy đấy nhưng mà mình xa khay khay môi sầm rạp đò mình than để đại quật chị và co để co để chụp chay hai rồi còn để làm toàn chụp chay hai cầm plate thôi mất bằng răng khuôn anh ở miền sạc đan nó bơm được khuôn sai giờ chìm cam khuôn anh chìm sát miền thở miền plate cầm đặt mũi bắt đầu từ lửa ở vừa tập pho sẽ vào cam bọc khuôn anh thôi mất cầm mọi thà cất tài ở ông pi cái thà chìm nắng nhất là dân thở cất ở miền sạc đan nó bơm được vừa tập pho nhưng khuôn anh vừa bùa thà bạ chìm nắng vì rót máu tan cay tên nó bơm để dân miền sạc đan bơm chìm được vừa tập pho dân sẽ vào cam dân còn là phép nên bật pho bao giờ bị perfect hay cứ lôi chồng đến cứ bị hỗn mà tham cái hay đại sao ta cần đưa nó không công phun nhau cứ bất ngay như miền ở quốc nó không công phun nhau mùi phong đài để rồi để thời gian nó không công phun nhau gặp qua và căn trong nó không nâng chỉ muốn nâng lên phong đài và buộc cơ công phun nhau cứ mình bắt đầu từ lời bạn mà nè lỗi còn tay dân bắt đầu từ lời quân tập hiệp là tập hòa tập búa tha là tập hòa lõ quân tập hiệp lõ cứ ở tệ trong quận này mà rồi dân đại luôn ai nhà đúng hay cứ chỉ ở tệ trong này long thơm tay cho mỗi khi đi vào quát và phải rồi dân còn tay nó phải đại là tập hòa đại ở dân tam rồi tại nè lụa sót đường tam rồi tại tệ trong sắp vì tay chỉ short term đủ quận mà để tất cả dân ta hổ quận chứ vì tôi chỉ mình bàn vô được ít quận mà hổ dân thì chắc nó chỉ xa khơi mỗi chân bị công hôn nhau chả chả à còn sự bài bóng có chả bà rộng đấy nè chân bê để dân chọc cam thế dân mà mấy dân này cứ sợ cam mấy kia chả à còn phố score bê đông ở mà chả hàng hơi vậy chả chân chân ai nghĩ xuống thua cam mấy kia khăn mấy tên chả hay bánh nhá cứ thay là o mấy tên cho mùi nâng cam mấy thi ở chì bà cam dân hay có con bánh nhá chả à con không nên kênh nhận xâm lọc xâm lọc cam mấy thi cứ thay là ôn mên ca tốt sản ác đôi tiết tốt sản ích chôn dân đài hay phố thay nước nhóm sự phía bóng bốn phạc chà hay bạn tập đi chọn máu cứ dân từ nhẹ từ non khné xem là cả trong nghiệp chôn đó là tiện để chôn đối chi tu sinh để chôn hỏi ban score là pi ở vai đai pi sát pi mùi vẹt từ mùi vẹt pi bột từ mình việc mình mối từ việc mình mùi hay dân cả nơi miền bột từ miền việc mình bạn tập lần lâu nâng tiêm nâng nông cả bằng hai nhà vậy để thay máy nâng nông về thì cá ăn chi và cam dân ở robot thành đi từ tour thiên âm dân cứ dân mình cả tiêm để cả nãy xem là trong nghiệp chôn chẳng chi trong cái nào ấy chắc ôm miên chỉ bị vậy với xem ra chuẩn bị đo tôi sẽ cái chôn dương cha ông pi ở vậy đã chi ca chuẩn bị chôn chỉ trong cái nào sau đi trong cái nào giống anh chị cha những nhóm chỉ tập anh Linda khi mà đi rồi chỉ ôn tập tòi bọc cơm ăn học khỏi tới đi sau trong thời bọn những nhóm cứ thà thâm mắt thưa tiếp xa căn tại tầm tầm đây chuẩn tập đào bóng ôn chơi hay thầm mấy ở dưới nghề sưu không cả thưa tới chìm mùi khné nữa cha hay ở vấn đề tầm khăn chỉ trong các những khi ông sôm mà chung po tập đào bóng ôn chặt ngay rồi chỉ mà hai chân từng mua rồi chỉ đom lục chân tiêu đây còn miền bắc tầm miền tây nam này tí nữa sôm mà chung po ấy qua tầng ngõ khné trong tập tu tiên miền ba này sắp bị ở tầng khné chúng sẽ chung po thầm một phát cư ở chìm tầm một quát cứ chốc chay tới tầng ngõ khné tầm đó không thông cha จ้าจึงจะถูกไอ้สไลน์เหมือนเต็นจ้าสะอาดนะจ้าสบายในខ្ញុំចាក៏ថាទីនារីបើតែផ្នែកមើលទៅឃើញប្អូនស្អីខ្ជូតហ្មងចា ở nơi không cam thị ở chi và cam dương hai nên khi em xong chụp điện phong đáy thay cao pi cam thị ở chi cam dương cần ở miền cam thị po đầm miến trên miền po đầm miến pe prep po đầm miến pe đằng nhất mong buôn mong prem cho mình kiếm số tv nâng lục cả tông hai thằng ngày sáng cam thị sụp hẹp mong cố nâng càng nghĩ cứ chụp cho mình nội bộ đầm miến lục rú trên nội rẻ sáng đã chưa tháp phân nắp này
cha cứ cây lá dự tự cầm khòm cha chân lột nâng mình vào tầm mít nâng ngay sang đi tòa thầy mà đòn hay khi theo phê bởi liên mà đòn tìm trong này khi em có xung ớt côn khlang mà tên rồi ca châm này phê bởi liên để mình làm lấy tạm đàn cam vị thị dưỡng tăng vị đàn đòi cho bà tụ bàn lâu và bòi đạp phí xe cha phì bà ôn xây bà nhà cha mùi bạc bình đi thầy mà đòn hay có chun po cha bông chun po ôn á cha ơi chụp chây cha càng tạc khlang tham tiệt cha cục ở chi vô cam tặng ớt thịnh đầy cư dạ ca cứ đòi từ đòi rồi luôn cha hay anh à cô tớ cứ đăng ta mình sao mai mà đây cha mình cha còn chân dương từng ở khnề có xôm chun po từ can tôi sẽ cái chun xôm ở miền sắc bìp lõ sơn nang lõ chụp trái non phía được cạnh càng nghĩa từ can ti chật ngái chụp tại sóc nâng sự vật tập hiệp bên này nên nhom sự thề vĩ nâng ở cả nhà lâm và nhã cha xôm ở còn xôm cột liền ta nè đăng tế chỉ một số miễn phải chia chân cam và chia chấm nón pram nè bàn bạt mong chỉ vật chỉ riêng rót ngay nâng đọc bay nè xe tiệt bán rong đọc buộc nông buổi ngay đời xa rút thân hạ chà ra trò bắt chập bán bật thiếp tân nâng ở tra nè sạp đời xa chồng người cơn tránh cơn chiếm nâng cọp mến nè sạp đời xa rút thân hạ chà ra trò nâng bật tay cam và chia cứ miễn ở tra có buộc chiêng đa tơ mà rỏi đo ngay nông chất sắp làm bay phía rồi này chôn nông cru đời xa rút thân hạ chà ra trò tam đong lớn chỉ nè bao bom một tố đôi mình phẹt mút sạp tiệt កត្តាបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់នៅកម្ពុជាគឺការបោកបរហួសល្បឿនកំណត់សូមកុំធ្វើជាជនល្មើសឬជនរងគ្រោះបន្ទាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមគ្នាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានិងបំភ្លេចពាក់អសចូលរួមដើរយុទ្ធនាការដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈពីឆ្នាំ2009វេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅកោះពេជ្រពួកខ្ញុំក៏ទៅដែរ